Và các bạn ơi, tụi mình đã tới thành phố Tiền Giang rồi, thì đây là bạn Khang. Gỡ hút ra để cho mọi người thấy đi ha. Ở đây là Khang, còn đây là Duy các bạn ha. Đây là những bạn thành viên của mình nhóm HCRT của mình ở dưới Tiền Giang. Thì bây giờ tụi mình sẽ cùng hai bạn này đi tìm sinh thể tiếp xúc thật cao nha các bạn nha. Đi thôi, đi thôi. À, các bạn ơi, tụi mình đã tới được mỏ rồi các bạn. Thì nó thật là mỏ, thật ra nó chỉ là một cái con đê các bạn ha. Thì các bạn nhìn thấy đây, một miếng con đường trải rộng thế này ha. Thì tụi mình ở đây bắt đầu sẽ tìm kiếm những tinh thể tiếp xúc. Các bạn có thể thấy đâu, những cái bạn bên kia cũng bắt đầu là bới bới rồi ha. Họ rất là hăng say rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu quá trình tìm thôi. Bây giờ mình cho các bạn xem mình đã tìm được những gì ha. Mới tìm được vài cục hay lắm, đi thôi. Ở các bạn ơi, thì mình tìm được khu vực này các bạn. Đây, một khu vực có những tinh thể chip sum này rất là đẹp luôn các bạn ha. Rất là đẹp luôn. Thì đây các bạn thấy đây, nhìn là cái chỗ này nè các bạn thấy không? Rất là dễ nhận ra bởi vì sao? Chip sum nè các bạn. Chip sum là một khoáng vật trầm tích các bạn ha. Khoáng vật thuộc nhóm đá trầm tích các bạn. Đây. Đó, thì đây là những cái khoáng vật được hình thành từ nước các bạn ha, được hòa tan trong nước và nó sẽ kết tinh từ từ theo thời gian. Và đây là hình dạng tinh thể các bạn thấy rõ không? Đó, nó sẽ có màu vàng hơi vàng vàng ha các bạn ha. Màu vàng rất là dễ thương các bạn ha. Rất là dễ thương. Thì cái tinh thể tiếp xâm này có độ cứng chỉ là 2/10 các bạn ha. Nó rất là mềm các bạn, rất mềm và yếu. Và tốc độ kết tinh của nó so với các khoáng vật trên mặt bằng chung thì nó rất là nhanh ha. Tốc độ kết tinh nó rất nhanh nên nó hình thành rất nhiều các bạn. Đây các bạn ha, rất là nhiều, quá trời luôn. Bây giờ mình có thấy nó là giống như kiếm được vàng các bạn ha. Ước gì đây là vàng mà thôi, là tiếp xâm thôi. Đó, mình sẽ bóc từ từ nè các bạn. Đây, một bảo đó, ui, y rớt ra thấy không? Nó rất là dễ bóc tách ra các bạn ha, rất là dễ bóc tách bởi vì cái nền đá của nó đây là bùn các bạn ha, không phải là đá nữa mà là bùn đây đây, cực kỳ dễ tách ra nè. Đó, từng miếng thế này ha. Ở giờ mình sẽ đi qua bên kia mình còn nữa thì mình sẽ gom một vài mẫu ở đây. Mình sẽ đi qua mình quay tiếp cho các bạn xem nó còn những mẫu gì nữa ha. Đi nào. Đi ơi, em tìm ở đây được một số cục nữa đi ơi. Đâu? Cho em coi thử. U, giỏi vậy Khang. U, đúng rồi nè. Ê, hay nhờ, mắt em tin nhờ. Anh nãy giờ anh tìm còn không ra nữa. Ủa hồi trước là ở đây nè, khi em tìm ở đây là em vô tình tìm hay có ai chỉ em không? À, em đi nghe em thấy, vô tình em thấy rồi chứ không ai chỉ. Ủa là sao nó đẹp lắm? Ủa anh như chẳng hạn như chạy xe nãy giờ vô tình có thấy đâu? Mà tại sao mà có hình như là nó lấp lánh cái cỡ nào hay là như thế nào mà em có thể thấy được? Không, anh đi á là anh sẽ thấy nó phải sáng sáng chiếu chiếu trên đường nhiều lắm. À, vậy có nghĩa là vậy là cái bữa đó cũng phải đặc biệt là cái tụi này nó phải nằm trên mặt đất đúng không? Nằm trên mặt đất mà nó không có bị bụi hay sao đó mà nó cũng phải bóng lắm em mới thấy được ha. Trời như công nhận lời gọi là em có nghiệp tốt phải không? Có nghiệp tốt mới tìm được chứ. Chứ anh nãy giờ cũng đỏ con mắt có tìm được mấy cục à. Hay á, cục này ha. Đã các bạn thấy nè coi các bạn. Đây nè. Đó. Một cục đó nè, rất là đẹp các bạn ha. Ừ. Đây thêm một cục nữa thì cục này hơi bẩn một tí xíu nhưng mà rửa nó sẽ sạch ha. Thì mình sẽ cho các bạn coi một cái hình chụp mà sau khi nó đã làm được hoàn tất quá trình làm ta tẩy rửa nó như thế nào. Thì hình chụp nằm ở đây nè. Rồi. À, chào các bạn, thì cái chuyến đi thực địa của tụi mình kết thúc rồi các bạn ha. Tại hồi nãy là trời mưa nên tụi mình không thể ở lâu được ở trong khu vực đó. Thì đây các bạn có thể thấy là những cái thành quả, cái mẫu chip sum mà tụi mình đã tìm được ha. Có những mẫu là rất là đẹp các bạn ha, có những mẫu ra hình dạng rất là đẹp, nhưng có những mẫu thì nó bị bụi đất nhiều quá, tụi mình phải về xử lý lại ha các bạn ha. Thì đây là bây giờ là trong nhóm mình, anh em mình là sẽ chia mẫu cho nhau, nói chung là mỗi người sẽ có được một phần ha các bạn. Thì chắc chắn là chia cái mẫu này đây, cái mẫu này mình sẽ là của mình các bạn ha, là của mình ha. À, các bạn ơi, thì bây giờ là mình sẽ công bố kết quả của giveaway nha các bạn nha. Giveaway, bạn nào sẽ may mắn nhận được những phần quà rất là thú vị từ nhóm nghiên cứu tinh thể của chúng mình ha. Thì bây giờ các bạn hãy chắp tay mình đây ha, mình thực hiện một cái phương pháp quay ở đây nha các bạn, sẽ mang tính trung thực nhất cho tất cả các bạn đều cùng tham gia nha các bạn. Thì đây là tất cả các số mình đã lưu lại ha, từ cái comment của các bạn trên Facebook ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay con số đầu tiên, ai sẽ là người may mắn đầu tiên đây ha. Chúng ta bắt đầu nào. Pin pin pin. Số nào đây? Tiếng số đầu tiên là 495 ha các bạn, 495 nha các bạn, chúc mừng bạn 495 nha. Rồi chúc...
Hi, chào các bạn, thì chuyến hành trình đi tìm tinh thể Gypsum của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh HCRT đến đây là kết thúc rồi. Do mưa và một số dông lớn nên tụi mình đã không thể nào quay tiếp được để cho các bạn xem được những điều còn thú vị ở đó nữa. Thì hy vọng qua video này các bạn đã có được những trải nghiệm rất là thú vị cùng với nhóm mình trong quá trình đi tìm tinh thể Gypsum nó như thế nào nha các bạn nha. Thì nếu các bạn thực sự thích clip này, hãy cho tụi mình một like và đừng ngần ngại thêm một subscribe nữa để tụi mình có động lực làm ra những video mới nha các bạn. Thì bây giờ là chào tạm biệt các bạn thôi. Hẹn gặp lại trong những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.